ức gà lăn chảo nha cả nhà. Quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng vào bếp chế biến với Tân nha cả nhà. Hello. Xin chào cả nhà nha. Chicken. Ức gà cả nhà ơi. Chicken. Ướp tí muối nha cả nhà. Mình gắp lên tí muối nha cả nhà. Xíu bột ngọt nha cả nhà. Ướp thêm xíu dầu hào nha cả nhà. Tân sẽ lăn chảo ức gà này nha cả nhà. Ướp đơn giản thôi cả nhà. Gắp thêm ít tiêu lên nha cả nhà cho nó thơm nha cả nhà. Đổ vào xíu vô ăn lăn chảo nóng hổi luôn cả nhà ơi. Đây là cà chua mình trang trí. Giờ Tân sẽ sắc mỏng nó ra để mình trang trí nha cả nhà. Xem video thấy hay cho Tân một like nha cả nhà. Một đăng ký như một chia sẻ để mọi người cùng thưởng thức nha cả nhà. Rồi, mình cắt xíu rau thơm nên cả nhà. Quá thơm luôn cả nhà ơi. Ngon quá mọi người ơi. Quay mùi thơm quá rồi cả nhà ơi. Quá tuyệt vời. Nhà thấy Tân đăng ký được không? Mình sẽ bỏ thêm ít khoai tây tương nha cả nhà. Đây là khoai tây. Sẽ chế biến nó luôn.
dẫn quá cả nhà ơi. Rồi, cũng chín rồi cả nhà. Quá đã luôn, quá thơm luôn. Lâm sẽ cắt ra nha cả nhà. Cả nhà xem thấy hay thì cho Tân một đăng ký, một like nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Ký theo dõi để đón xem những video tiếp theo của Tân nha cả nhà. Tuyệt vời quá cả nhà ơi. Sẽ gắt thêm một chỗ thơm lên nè. Đẹp mắt này. Wow, ngon quá cả nhà ơi. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành rồi cả nhà. Ức gà lăn chảo nha cả nhà. Rồi, mình sẽ thử coi. Quá ngon, quá tuyệt vời cả nhà ơi. Rất mềm luôn. Khoai tây cũng rất là ngon nè. Phải thử thêm cả nhà ơi. Ngon quá. Quá tuyệt vời. Cho Tân một like nha. Gà lăn chảo nha cả nhà. Bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà nha, những video tiếp theo nha cả nhà.